Sau lần đầu tổ chức thành công tháng 8 năm 2023, các đoàn tàu metro số 1 tiếp tục được chạy thử nghiệm toàn tuyến gần 20 km trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Trao đổi với tuổi trẻ online, ông Hoàng Mai Tùng, Phó giám đốc ban quản lý dự án 1, tuyến metro số 1, thuộc ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đợt chạy thử nghiệm đầu tiên là thông tuyến từ trên cao xuống tới đoạn ga ngầm. Còn những đợt thử nghiệm tiếp đến sẽ cho chạy nhiều đoàn liên tục từ sáng tới chiều. Khi ngồi trên tàu, người dân sẽ cảm nhận được sự kết hợp trơn tru của dự án từ những thiết bị cơ điện của các nhà thầu đến tất cả đoàn tàu, từ đó đánh giá được sự đồng bộ công năng của dự án. Để hoàn chỉnh các thử nghiệm của thiết bị hệ thống còn lại và tiến đến vận hành thương mại trong năm 2024 của tuyến Metro số 1, nhà thầu Hitachi, gói thầu số 3 mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng, tranh thủ thời gian tiếp tục tăng cường công tác chạy thử nghiệm cho 17 đoàn tàu ngay trong Tết Nguyên đáng 2024. Lịch trình cụ thể từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 2 nhằm ngày 29-30 tháng Chạp và từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, tức mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Các hệ thống của tuyến Metro số 1 khi đưa vào vận hành sẽ hoạt động đồng bộ và gần như hoàn toàn tự động do đó việc thử nghiệm giúp đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động trơn tru là yêu cầu bắt buộc đảm bảo an toàn cho hành khách khi chạy tàu